Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu tiếp đến một cái phần lệnh nằm trong menu object. Nó sẽ giúp cho chúng ta là làm biến đổi đối tượng theo một cách khác. Đây là biến đổi bằng lệnh chứ không phải biến đổi bằng công cụ. Và đây chúng ta sẽ cùng nhau xem làm cái gì. Trước hết là tôi cũng sẽ vẽ ra một cái đối tượng dùng làm cái đối tượng để mà chúng ta biến đổi. Và sau khi chọn nó thì chúng ta vào menu object. Trong menu object thì các bạn tìm tới lệnh envelope distort. Trong này thì nó cung cấp cho các bạn ba cái cách làm biến đổi đối tượng, lần lượt là make with drop, make with mesh và make with top object. Thế thì đầu tiên chúng ta làm quen với cái lệnh make with drop, phím tắt của nó là Alt Shift Control W. Sau khi mà chúng ta nhấp lệnh thì các bạn sẽ thấy là nó mở ra một cái hộp thoại là Drop Option. Ở trong này thì cung cấp cho chúng ta các cái phương cách để làm biến đổi đối tượng. Và để lệnh thì chúng ta sẽ chọn cái style sổ ra, thì các bạn sẽ thấy tất cả những cái khuôn dạng của nó giúp cho chúng ta có thể làm biến đổi đối tượng. Nếu mà ai đã học qua Photoshop thì sẽ thấy cái phần này nó rất là giống cái phần biến đổi chữ ở trong Photoshop. Và thao tác thì cũng rất là đơn giản thôi, chọn đúng không, sau đó thì chúng ta bật preview và chúng ta quan sát luôn cái biến đổi của cái đối tượng khi mà được ghép cái khuôn dạng như thế nào. Và trong này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có bốn con trượt, trong đó có con trượt đầu tiên là cái bends này, thì nó sẽ là quy định cái chiều biến dạng của đối tượng. Chúng ta kéo sang trái thì nó uốn xuống dưới chẳng hạn, như cụ thể ở trong cái trường hợp cái khuôn arc này. Còn nếu chúng ta kéo sang phải thì nó uốn lên trên. Thế còn phần distortion thì ở dưới nó có hai chiều là horizontal và vertical. Nếu chúng ta kéo cái phần horizontal thì nó sẽ làm cho cái biến dạng nó sẽ thiên về đầu bên trái hay đầu bên phải của đối tượng. Thế còn cái con trượt thứ ba là con trượt vertical thì nó sẽ làm biến dạng là xòe đầu ra hay là xòe chân ra. Và tất nhiên là cái này thì nó có cái tính chất liên quan đến nhau. Nếu mà đầu đã xòe ra bao nhiêu thì chân sẽ thoát lại bấy nhiêu và ngược lại. Thế còn cái con trượt phía trên này, horizontal này, thì nó xòe đầu trái ra bao nhiêu thì đầu phải cũng thu lại tương ứng bấy nhiêu. Và các bạn quan sát cái chế độ preview, khi nào mà các bạn cảm thấy là hài lòng về cái độ biến đổi của đối tượng rồi thì các bạn nhấp OK, thì cái đối tượng của chúng ta nó sẽ được làm biến dạng như thế. Nếu mà chỉ nhìn ở trên màn hình không chọn nó thì các bạn sẽ thấy là đây là một cái hình hài như thế này, nhưng mà khi mà chúng ta bấm chọn nó thì các bạn sẽ phân biệt được cái đối tượng của chúng ta so với lại một cái đối tượng thông thường là nó có gì khác nhau không. Đây ví dụ tôi cũng vẽ ra một cái hình nó cũng tựa tựa như thế chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có cái sự khác biệt nhau tương đối nhiều. Đấy, nhìn thế này thì có vẻ như hai hình này là nó cũng kiểu giống nhau, nhưng khi chúng ta trỏ vào một cái đối tượng mà nguyên gốc với lại một cái đối tượng đã được ghép cái khuôn dạng vào thì nó rất là khác. Tại vì là ở trong khuôn dạng này thì các bạn nhìn thấy những cái mảnh chia, tức là nó sẽ thông báo chúng ta đây là một cái đối tượng đã được ghép vào trong cái khuôn rồi. Còn cái hình này thì các bạn sẽ chỉ nhìn thấy là có cái phần body box, cái hộp điều khiển nó bao bên ngoài thôi. Thế và đối tượng này nếu như mà chúng ta đã làm biến dạng nó rồi thì chúng ta có điều chỉnh được hay không? Đấy, thì thực ra thì các bạn vẫn có quyền là thay đổi ở đây đó, tức là chọn cái đối tượng, sau đó thì cái thanh option trên này nó vẫn cung cấp cho các bạn các cái phương pháp để các bạn can thiệp thêm vào tham số. Thế còn nếu mà các bạn muốn tháo dỡ ra, các bạn không muốn là làm biến đổi đối tượng nữa, thì đây chính là cái khác giữa cái biến đổi đối tượng bằng lệnh và biến đổi bằng công cụ. Biến đổi bằng công cụ thì nó đã phá vỡ cấu trúc ra rồi, thế nhưng biến đổi bằng lệnh thì các bạn có thể gia giảm thêm tham số và
hoặc là ở một mức độ khác là các bạn có thể là tháo dỡ cái lệnh đó ra và trả cái đối tượng về nguyên gốc. Thế thì để tháo dỡ nó ra thì các bạn vào trong menu Object ở Illustrator thì các bạn lưu ý một cái điều là như thế này: tất cả những cái lệnh gì mà đã áp dụng nó ở đâu, ở menu nào thì các bạn muốn làm ngược lại hoặc là tháo dỡ, các bạn hủy thì các bạn phải tìm về đúng cái menu đó. Thì chúng ta lại vào menu Object, vào Envelope Distort. Thì lúc này các bạn có thể là chọn cái phần lệnh Release. Đấy. Chọn Release. Thì khi các bạn chọn Release thì nó sẽ tháo dỡ cái khuôn biến dạng ra. Và đây các bạn nhìn thấy là cái khuôn nó sẽ trở thành một hình xám như thế này. Đấy, và cái đối tượng gốc của chúng ta thì nó lại được trả lại về nguyên dạng như ban đầu. Thế còn một trong này thì cái phần envelope đấy thì các bạn cũng còn có thêm một cái lệnh nữa là lệnh expand. Đây các bạn quan sát, đây thực ra là có hai, gồm có hai đối tượng nhé, một đối tượng gốc ban đầu và một cái khuôn dạng biến dạng đấy. Và nếu như mà chúng ta vào object, vào envelope distort này, chọn release thì nó sẽ tháo dỡ cái khuôn ra khỏi đối tượng gốc. Thế còn trong trường hợp mà các bạn chọn một cái lệnh khác là lệnh expand này thì nó sẽ biến luôn cái hình dạng này thành một cái đối tượng giống như là một cái đối tượng nguyên gốc ban đầu. Đấy, coi như là nó biến cả khuôn biến dạng lẫn cái đối tượng cất giấu ở trong về thành một cái đối tượng mới luôn. Thế đấy là dạng biến đổi đối tượng bằng envelope distort, và chúng ta vừa làm quen với cái trạng thái đầu tiên, cái trạng thái lệnh đầu tiên đó là cái lệnh match with wrap. Còn bây giờ chúng ta xem đến trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai thì đó là lệnh match with mesh, thì phím tắt của nó là control and m, và khi chúng ta nhấp lệnh vào đây thì nó sẽ hiện ra một cái bảng thoại là bảng envelope mesh. Mặc định của chương trình nó sẽ để cho các bạn ở cái tham số là cái mesh này là có hai trường là row and column, hàng và cột, thì là nó đang để mặc định là 4. Các bạn có thể thay đổi tham số này và các bạn có thể nhấp preview xem trước xem là cái lưới nó phủ vào trong đối tượng như thế nào. Nếu mà cảm thấy ok rồi thì các bạn nhấp lệnh, các bạn xác nhận nó. Thế sau khi mà chúng ta xác nhận thì các bạn nhìn thấy là cái đối tượng của chúng ta nó được bao phủ bằng một cái hệ lưới như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh để làm biến dạng đối tượng. Trường hợp vừa rồi là chúng ta đã có những khuôn mà nó có hình dạng sẵn rồi và chúng ta chỉ có gia giảm tham số thôi. Còn trong cái trường hợp thứ hai này, Mesh with Mesh này, thì nó sẽ cung cấp cho các bạn một cái lưới phủ lên trên đối tượng. Và bằng cách các bạn thay đổi các mắt lưới này thì các bạn có thể là làm cho cái đối tượng của chúng ta nó thay đổi theo. Ví dụ tôi có thể bấm vào một cái mắt lưới này và tôi kéo, và khi cái lưới phủ trên đối tượng nó bị biến dạng đến đâu thì nó cũng kéo cái đối tượng mà chúng ta đang giấu ở đó nó biến dạng theo. Đấy. Thì đây là cách để mà chúng ta làm thay đổi cái hình dáng của đối tượng bằng cách là phủ một lưới lên và chúng ta sẽ thay đổi các mắt lưới vị trí, kéo ra kéo vào, uốn lượn các cái lưới này. Đấy, và cách mà làm thay đổi thì các bạn nếu đã biết làm pen rồi thì các bạn điều chỉnh cái mắt lưới này cũng giống như thế thôi. Chúng ta có thể điều chỉnh bằng cách là bấm vào điểm điều khiển chính, hoặc là các bạn có quyền là kéo và thay đổi cái tay đọt phụ này và làm thay đổi cái cấu trúc của cái lưới, và qua đó làm cho cái đối tượng của chúng ta nó biến dạng đi. Và cũng tương tự như là cái lệnh vừa rồi, các bạn cũng có hai cái tùy chọn, đúng không? Release là tháo cái lưới ra, và expand là các bạn sẽ biến luôn cả lưới, cả đối tượng nằm trong lưới đó thành một đối tượng mới có hình dạng giống như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Đấy, release thì đây. Đó, tôi kéo bỏ cái lưới này ra. Lúc này lưới và đối tượng chả liên quan đến nhau nữa. Lưới có thể cứ biến dạng nhưng mà nó không tác động đến đối tượng nữa. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta sử dụng lệnh expand thì nó sẽ biến luôn cái đối tượng cùng với lưới thành một cái đối tượng mới có hình dạng như là nó đã biến dạng như thế này. Thế đấy là cái
trường hợp biến dạng thứ hai mà Illustrator cung cấp cho chúng ta thông qua cái lệnh envelope. Còn cuối cùng thì chúng ta có một cái lệnh là make with top object, có nghĩa là nó sẽ sử dụng một cái đối tượng nằm ở phía trên làm để làm ra cái khuôn biến dạng. Tôi lấy ví dụ như thế này, tôi có một cái hình, ví dụ một hình tròn đi. Đó, tôi có một hình tròn này. Bây giờ tôi sử dụng một cái hình khác vẽ lên phía trên để làm lưới, để làm là làm khuôn biến dạng. Thì các bạn sẽ thấy là khi mà tôi để cái hình này lên trên đây, ví dụ các bạn nhìn rõ nhé, đối tượng gốc của chúng ta là có hình tròn và có màu đỏ nhé. Bây giờ tôi đặt cái ngôi sao này lên chẳng hạn, ngôi sao thì hình ngôi sao và màu xanh rồi, tôi chọn cả hai đối tượng và tôi sẽ vào object và envelope distort, chọn cái lệnh thứ ba từ trên xuống là make with object. Và khi tôi bấm vào lệnh này thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái đối tượng ở bên trong này của chúng ta nó sẽ có cái tính chất là biến dạng đi, biến dạng theo cái gì, biến dạng theo cái khuôn mẫu chính là cái hình ở phía trên của chúng ta. Lúc này thì các bạn nhìn thấy là cái ngôi sao này là nó mất đi thuộc tính tại vì nó trở thành cái khuôn mẫu rồi đấy, và cái đối tượng ở dưới thì tuy nó vẫn giữ được cái thuộc tính là màu đỏ của nó nhưng cái hình của nó thì không tròn nữa và nó bắt đầu bị kéo, bắt đầu bị dàn ra theo cái khuôn là cái hình ngôi sao đấy. Và tất nhiên là nếu như mà chúng ta có cái sự thay đổi cái khuôn mẫu thì cái hình ở bên trong nó cũng sẽ thay đổi theo. Và tương đương với lại các lệnh kia thì các bạn cũng vẫn có hai cái tùy chọn. Đó, các bạn vẫn có hai tùy chọn là Release hoặc là Expand. Đấy, Release thì lúc này chúng ta lại tháo bỏ ngôi sao ra, cái hình gốc của chúng ta nó lại quay trở về nguyên dạng ban đầu. Thế thì đây chính là cái dạng mà dùng một cái đối tượng nằm phía trên để làm cái khuôn mẫu. Và cũng không hẳn là chỉ có hình như thế này đâu, ví dụ text có làm được không, text làm được. Đây chẳng hạn như là tôi gõ ra một cái nội dung như thế này chẳng hạn, ví dụ tôi có một cái đoạn văn bản text như thế này chẳng hạn. Bây giờ tôi sử dụng một cái hình khác tôi đặt lên trên này để làm cái khuôn mẫu cho nó. Chữ này có biến đổi được như thế không? Này, chúng ta xem, chọn này, cả đối tượng trên cả đối tượng dưới này, vào object, vào envelope distort, vào make with object. Đấy. Các bạn sẽ thấy rằng là văn bản cũng có thể là chịu cái khuôn mẫu này và nó biến dạng đi, nó chạy theo cái khuôn này. Bằng cách như thế này thì các bạn cũng có thể là tạo ra một vài cái hình minh họa, ví dụ như các bạn vẫn thấy là cái ở ngoài đường các bạn vẫn thấy những cái người ta mặc những cái bộ mà trang trí không phải bằng màu hay hoa văn bình thường mà nó giống như là một cái tờ báo hay là một cái mảnh tạp chí gì đó, nó có hình hài, nó có chữ nghĩa các thứ, thì các bạn cũng có thể là dùng cái cách như thế này để các bạn đưa một cái đoạn văn bản vào, các bạn có thể vẽ ra một hình, một cái khăn, một cái áo, vân vân, và các bạn áp những cái này vào trông nó sẽ cũng tương tự giống như là những cái chất vải, những cái bộ quần áo trông nó khá là độc ở ngoài đời của các bạn nữa. Thì các bạn có thể dùng cái cách này. Thì đấy là cái nhóm lệnh envelope giúp các bạn có thể biến đổi các đối tượng ở trong Illustrator. Và tôi xin nhắc lại là cái điểm đặc biệt của cái nhóm lệnh đó là các bạn hoàn toàn lúc nào thích thì các bạn có thể là trả
cái đối tượng trở về nguyên dạng ban đầu, tháo bỏ cái khuôn của nó ra. Đấy. Thì nó sẽ dễ dàng làm việc hơn so với cách mà chúng ta làm bằng công cụ. Và công cụ thì chỉ có duy nhất một cách, đó là undo mà thôi, thì nó mới trả cái đối tượng trở về cái nguyên gốc ban đầu. Thế là các bạn lại dành một chút thời gian, các bạn làm việc với lại cái nhóm lệnh này, sau đó thì tôi sẽ trao đổi tiếp với các bạn ở trong cái phần lệnh biến đổi đối tượng ở trong effect.